Người đẹp phải bán rẻ một tí chứ. Và bỏ 25 nghìn nha. Con ốc rồi con hến. Bọn em đi bắt thì nó con nó nhỏ nhỏ thôi. Anh ơi, cái con to nhất của nó là bao nhiêu cân đấy? 3 cân. 3 cân em ạ. Ôi trời ơi. Ôi dồi, ông dám nhìn cái này ông bán bao tiền một cái này? Cái này 5.000. 5.000 à? Ừ. Đấy rồi. Cho cháu 2 cái nhé. Dạ. 5.000 một cái à? Vâng, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại chợ phiên Huế Quẩy thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La nhé mọi người. Hôm nay là ngày thứ 3, nhưng mà chợ này thì sẽ 5 ngày họp một phiên. Hôm nay mình đi thì có gặp một trận mưa vào lúc 5:30 sáng. Mưa cho nên bẩn hết. Đây, hiện tại mình đang đứng ở ngoài đường lộ chính của đường đôi của trung tâm huyện Quỳnh Nhai. Hiện tại bây giờ thì mình đã có mặt ở đây vào lúc 7:20, bà con cũng đi chợ cũng rất là đông rồi. Do trời mưa cho nên là bà con di chuyển cũng khá là chậm, nói là hiện tại ở trong này hơi bẩn một chút, lũ vẫn còn đang chảy tối thì được. Bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa. Xin mời tất cả mọi người hãy đi vào phía bên trong chợ cùng nhau khám phá với mình nhé. Tí nữa. Đây nhé mọi người, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phía bên trong chợ. Chợ do trời vừa mưa xong cho nên khá là bẩn. Đây là ngoài đường thôi mọi người nhé. Chợ dọc theo cái đường đi vào cổng. Còn chợ chính thì sẽ ở bên kia, cổng chính cũng ở bên đằng kia luôn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vào cổng phụ, hay còn gọi là cổng phía sau. Đấy. Mùa này thì do là mùa mưa, hơi bẩn xíu, cho nên là mọi người hết sức thông cảm. Hôm nay mình đi vào vũng nước cho nên bẩn hết rồi. Đấy. Những cái món rau rừng được bà con đi hái từ trong rừng về để bán. Rất là nhiều những cái món rau. Chợ thì sẽ được họp vào 5 ngày một phiên cho nên là hàng hóa thì cũng khá là ổn định. Hai bên dọc đường này, trời vừa mưa xong nước lũ này.
Ôi trời ơi. Gà này. Ở phía đằng kia là mọi người đang bán măng, rồi có cả chó này, gà giống này, chó giống này, me này, rồi quả dứa này, rồi vịt, hen, các thứ đủ hết, một chút là đủ hết, đủ hết tất cả mọi hàng, không thiếu một thứ gì luôn. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến thẳng vào phía bên trong này một chút nữa. Đi anh. Ôi, cái chân của mình bẩn hết rồi cả nhà ơi. Kinh khủng luôn. Đi vào cái nước này này. Nó bẩn. Rất là nhiều những cái ngân hàng kia có cả cây bon này. Và sung này, thớt này. Có thớt này không biết họ bán thế nào nha anh nhỉ. Nhà anh còn thớt không đấy? Hết rồi. Để em hỏi chứ. Cháu muốn xem cái thớt này này. Thớt này bán thế nào cô? Cái nhỏ thì 100.000. Thế còn cái nhỡ nhỡ này? Ở trên này thì 180.000. À 180.000 à? Cái nhỏ này 100.000. Cái này là gỗ nghiện hết quá con. Là hàng đặc em. Hàng đặc à? Hàng lõi mà. Muốn hàng lõi á? Ý của anh ấy bảo là không phải hàng lõi. Nó nắp vào cái hàng, nó làm cách qua. Kiểu hàng lõi nó giá khác, một số bảo thế thôi. Hàng lõi cái to ở nhà đấy. Con này là rất là nhiều mang đặc. Mang đắng đỏ. Mình hay gọi là mang đắng đỏ. Ô, con thỏ. Thỏ trắng. Bác bán thỏ à? Cái này thỏ thịt thế này bác nhỉ? Thỏ thịt thôi. Làm một con đi. Vâng. Này bác bán thế nào? Bao tiền cân? 90.000 một cân. Thỏ trắng, mỗi một con thì chắc thôi. À vâng. Bình thường thỏ giống là bán theo đôi đúng không? Thỏ giống bán theo đôi. Cái này thì bán đôi cân. Chỉ mang đi thịt thôi. Thì thỏ thịt mà. Rồi cháu cảm ơn nhá. Kia là rêu à? Rêu. Cây ấy. Cây dân sỉ. Cái này về ăn nộm mà chua, đúng anh? Nộm chua và luộc để chấm nước măng chua rất là ngon. Nhiều măng thế nhỉ? Chợ của những cây măng bây giờ. Còn ngò măng ấy nhỉ? Măng to đùng, khá là thích. Hôm qua đến tiểu bản suối à? Em ạ, không đi mưa thôi. Đang chuẩn bị đi thì mưa, hôm nay cũng thế, chuẩn bị xuống nhà thì lại mưa. Cá này, cá sông Đà.
Bác ạ. Tháng này mình ở sông Đà luôn hả bác? Cá ở biển. À cá biển à? Có tưởng là cá sông Đà. Cá là cá biển. Đủ hết mực, cá chỉ vàng những thứ. Anh nhìn cái giày của em chán thật sự luôn. Cái cổng phụ, cổng chính thì ở bên kia. Từ cái chân chán lắm. Đi xe bắn vào. Đi xe bắn vào. Bẩn hết luôn. Đây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào phía bên trong chợ, đi vào cổng phụ như thế này. Trời mưa này, cái chỗ này rất là nguy hiểm. Lần trước có người ngã ở đây rồi. Ai à, ai vào mắt của chúng ta đây sẽ là những cây cơm lam. Bánh trưng đôi ôm nhau luôn, mua một cái hay được hai cái. À, đây nha mọi người, đây là phía bên trong chợ chính. Lúc đấy thì mình ghi hình là ở ngoài đường thôi. Đây là khu này sẽ là chợ rau cỏ. Bà con bày bán rất là nhiều loại mặt hàng rau cỏ. Rộng lắm, chợ này rất là rộng. Chợ to, chợ huyện luôn. Phiên chợ của huyện. Còn chợ trung tâm huyện thì sẽ nằm ở phía bên đường kia, chỗ đèn đỏ đèn xanh đi vào chút. Rất là nhiều món. Hầu như toàn là măng, với cả các loại rau rừng khá là nhiều. Chợ đông nhiều rau kinh khủng luôn. Rau bở, rau gai, rất là nhiều. Chào em. Em đi bán rau đây. Đi bán rau à? Bán được nhiều chưa em? Em bán được ít thôi. Anh Miên đi bán rau. Anh đi chợ rồi nhá. Bán đắt hàng nhá. Đến về ghé vào nhà em chơi. Rất là nhiều món luôn. Rau củ quả, cái này đi chợ thì không biết lựa thế nào luôn. Quá là nhiều. Rất là nhiều những cái mặt hàng để cho bà con lựa chọn cái nào phù hợp nhất cho mình. Chỗ này bị mắc rồi. Đi luôn sang đây. Những cái món thổ cẩm.
giỏ rồi quạt các thứ của người dân tộc Thái đan thủ công thôi. Rất là hay. Nó lại không ăn. Đây cái lối này mình sẽ không đi vào nữa nhé cả nhà. Thì phía bên trong kia thì theo như chúng ta quan sát được thì cũng là rau củ quả các thứ thôi. Với cả do hẹp với cả bẩn nữa thì mình sẽ không đi vào nữa. Mình sẽ đi sang bên đằng chợ cá với cả thịt thà, lồng gà, cá mú cái bên kia cho bà con mọi người cùng xem một chút. Ép khẩu được đang thủ công luôn. Rất là nhiều món mà mình không thể ấy. Nhìn mình đi mình ngắm là cảm thấy nó khoái vô cùng luôn. Đây, phía bên đằng trong nhà này thì sẽ là đồ gia dụng, quần áo, giày dép, mũ nón rồi các thứ rất là nhiều. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi di chuyển sang bên phía đằng chợ cá thịt thà các thứ nhé. Ngắm rau cỏ thì cũng chán rồi. Trần gà với đệ. Kia có cái món thuốc mê. Có ạ. Đây có món thuốc này. Thuốc bắc. Đủ món luôn. Di chuyển sang bên hàng cá, hàng thịt một chút rồi chúng ta sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Tí nữa đi mua cơm gà các thứ rồi. Chợ cá ngày hôm nay khá là ít, không có gì nhỉ. Là cá sông Đà đấy cả nhà. Cá mau. Này con của nó hơi nhỏ chút. Thấy ông ấy là không cân bằng.
Anh ơi, cá này mình nuôi à, sao nó to thế nhỉ? Cái này bắt được sông hay đâu? À, bắt được sông à? Siêu to luôn. Thường thường bọn em đi bắt thì nó con nó nhỏ nhỏ thôi. Bắt ở ruộng đấy. Ở ruộng nó thế thôi anh. Phải to đấy nhỉ? Có con to nhất nó là 15 cân đấy. Nhảy rồi. Cái này có con còn to hơn. Cái này là cá gì? Có phải cá chạch không? Không, cái này là cá chuối. Cá chuối à? Ừ. Cá chạch cũng nhìn giống giống. Cá chuối. Có phung đấy. Bà con quá. Cá rô phi. Cá rô phi. Siêu to luôn. Chép chép rồi. Anh ơi, cái con to nhất của nó là bao nhiêu cân đấy? 3 cân. 3 cân em ạ. Ôi trời ơi. Cá rô sông. 3 cân. Cái này còn sông còn con được 10 cân nhưng mà chưa được. À, xong bây giờ bán thế nào đấy? Bao tiền một cân? 80.000 một cân thôi mà. Ôi bán rẻ. Ôi trời ơi, còn quá rẻ. Cá sông bán rẻ. Cá sông bán rẻ. Cá sông. Cái hạng 7 thì ngói lẽ lắm. Nó hẹn con ở trong còn con muốn là 10.000 cân mà nó chưa bằng. Nó bằng này thôi. Cái tấm bạt này rồi đấy. To nhỉ. Ừ. Cá to luôn. Cá đã tôm à? Nó ra ngoài mà. Nó review cái đó rồi. Cá sông. Cá tuần loài à? Cá phả tuần loài. Mim cái bạt tôm. Mua đi, mua đi, mua đi. Mua cá đi. Bà cái hoa bên. Cá mà. Nó được cá. Bên này là chợ lợn này cơ mà. Toàn lợn con luôn. Ăn thịt này, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn đủ hết luôn. Ở đây là mấy ông cô này sẽ làm ngay luôn. 50.000 mình chọn những người ơi, gì vậy? Đây là Tông ấy, em ơi. Đi hết một vòng chợ rồi cả nhà. Bây giờ mình đang đứng ở một chỗ cổng chính để nhìn vào phía bên trong. Trước mặt của chúng ta là những hàng thịt và hàng quần áo rất là nhiều luôn. Đây là phía bên ngoài cổng chính. Oh, cháo luôn. Anh ăn rán nhìn. Ông ơi, cái này ông bán bao tiền một cá này? Cái này 5.000. 5.000 à? Ừ. Cái đấy cho cái... cháu hai cái nhé. Ừ. 5.000 một cái à? Ừ. Bán rẻ thôi, không xem thôi. Chứ nó đi làm TV ấy là bán thú. Ừ. Đấy, bán cái này kích thước nó bằng nhau hay là như nào đấy? Có, cái vé cũng có. Cái bé hơn phải không? Em mua cái kia. Vâng. Mua về để nấu xôi. À. Đấy, hai loại này đi. Cháu hai cái đi. Vâng. Bao nhiêu tiền? 5.000 một cái. 5 triệu một cái. 5 triệu một cái. Xem đúa này xem. À cái này không phải. Rồi. Đây cả nhà ơi. Tính mua cơm lam về ăn nhưng mà bà bán hết rồi. Không còn nữa rồi. Đi giờ đi ra ngoài ăn phở thôi quá. Định ăn bánh rán nhưng mà bánh rán nhìn không được ngon cho lắm. Tôm. À quên nhầm rồi. Con cua, con ốc rồi con hến.
kia cả lá chè luôn, cả lá chè luôn. Người này phải bán rẻ một tí chứ. Này đang lên camera này. Camera là không nó bay mất. Ba bố 25 nghìn nha. Camera là không nó bay rồi bên. Từ từ để em chọn ạ. Lựa đúng tâm mất đấy. Để kiếm phà sáng nó cũng ngồi mà nó khai phép với uy tín đấy, khai thuốc với uy tín đấy. Sao bán được cái ngoảnh mặt đi như thế? Người ta đã quay cái ngoảnh mặt đi. Mày nải con nó. Mày hiểu rồi chứ. Mua hết bằng ủng hộ em nhá. Em ăn rẻ thôi mà thế chứ. Ôi. Mang đắng. Bán măng mà cứ xấu hổ. À, dạ vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây thôi. Mình ra khỏi chợ rồi. Đây là cái đoạn mà lúc đầu mình đã đưa mọi người đi vào. Bây giờ mình sẽ đi ra về thôi. Chợ ngày hôm nay thì do trời mưa cho nên rất là bẩn, nhưng mà hàng hóa thì vẫn rất là đầy đủ cho bà con mua sắm, không thiếu một thứ gì cả. Thì rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau của mình. Và tiếp tục ngày mai mình sẽ đi chợ phiên triển khoai như thế này nhé. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau. Bây giờ mình sẽ đi về thôi.